Thưa quý vị, sau vụ cháy lớn tại chung cư ở London khiến gần 60 người thiệt mạng, mặc dù chính quyền địa phương đã tiến hành hàng loạt cuộc kiểm tra về chất lượng công trình và cải thiện, nâng cao công tác phòng chống cháy nổ, song điều này dường như chưa thể đem lại hiệu quả như mong muốn. Sáng sớm ngày hôm nay 10 tháng 7, một vụ cháy lớn tiếp tục xảy ra tại khu chợ Camden ở thủ đô London, Anh. Hiện 10 xe chữa cháy cùng khoảng 70 nhân viên cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường tham gia công tác cứu hộ, dập tắt đám cháy. Đội cứu hỏa London cho biết, vụ cháy xảy ra vào rạng sáng khiến 3 tầng đầu tiên và tầng mái của một tòa nhà trong chợ chìm trong lửa. Hiện chưa có thông tin nào về nguyên nhân của vụ cháy hay tình trạng thương vong. Chợ trời Camden ở gần trung tâm London là một khu chợ thu hút khách du lịch thập phương đến tham quan. Chợ có hơn 1.000 gian hàng và các quầy ăn uống cũng như các tụ điểm giải trí. Đây là vụ cháy nghiêm trọng thứ hai chỉ trong vòng một tháng ở London. Trước đó, trong tháng 6, một vụ cháy đã xảy ra ở tòa Grenfell, thiêu rụi toàn bộ tòa nhà này và khiến 58 người thiệt mạng. Hiện công tác cứu hỏa, cứu hộ vẫn đang được tích cực triển khai thực hiện và số người thương vong vẫn chưa được xác định.